Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và giới thiệu cho quý vị dự án căn nhà mới nhất gần như là cạnh một khu đô thị Đông Nghĩa. Với cái dự án căn nhà này thì diện tích từ 40m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, đường ngõ trước nhà thì ô tô vào tận cửa. Và với cái hướng nhà thì là hướng Tây Nam, thiết kế và xây dựng thì ở đây có khoảng 4 căn và đã bán được 1 căn rồi. Còn lại thì ở đây ngõ thì không phải ngõ thông, cách với lại trục chính khoảng tầm 20m, thiết kế 4 tầng xây mới. Với cái phần thiết kế cửa chính hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa kính. Phần thiết kế tiếp theo ở phần tầng 1 của ngôi nhà, đây ngoài đang đứng là phần để xe. Với cái căn nhà này thì giá bán để ở dưới phần miêu tả vị trí đường hướng thì đi lại thuận tiện, gần với đại học Phenica, gần với cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, nó gần như là cuối của đường Tố Hữu Lê Văn Lương. Nói chung giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông. Cái phần để xe đấy ở đây, tầng 1 thì ở đây thiết kế phần không gian phòng khách, phòng bếp. Với cái căn nhà này thì thoáng trước sau, chủ nhà có để một cái phần ô thoáng đằng sau cho quý vị, phần thoáng lưu không, tương đối hợp lý. Với cái phần phòng bếp của ngôi nhà, thiết kế đầy đủ công năng, sử dụng xong hết. Nói chung là căn nhà này quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Tủ bếp thiết kế là tủ gỗ công nghiệp. Mặt bếp ốp đá granite, xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp. Căn nhà này thì gần như là xong hết rồi, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ trao tay. Phần gạch, phần thiết bị vệ sinh hoàn thiện cơ bản là xong hết. Với căn nhà diện tích rộng cho nên thiết kế tối ưu công năng. Phần để xe, phòng khách thì ở trên tầng 2. Phòng bếp tầng 1, ngoài ra thì thiết kế thêm cho quý vị một phòng bếp sử dụng ở phía dưới tầng 1 đầy đủ hết. Về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và máy bơm nước lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Quan trọng diện tích rộng, thoáng. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 lên các tầng phía trên, thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc ốp đá granite. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế cho quý vị phần phòng khách, gác lửng, cửa sổ thông thoáng. Hoàn thiện xong hết rồi. Đây là phần không gian phòng khách, chủ nhà thiết kế và lắp đặt cho mình. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đó, ngăn cách giữa phần cầu thang, phần phòng khách. Ở đây, chủ nhà thiết kế cho mình một cái vách CNC. Kệ, dưới. Hồ sơ điện, hồ sơ nước thiết kế xong hết rồi, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở. Tiếp theo, ở phần tầng 2, nhà thiết kế cho mình phần một phòng ngủ nữa, hướng ra phần mặt ngõ. Hướng nhà này là hướng Tây Nam, đằng sau là hướng Đông Bắc, thoáng trước sau, tương đối là thoáng. Mặt ngõ nhà nước nha mọi người, tuy nhiên thì nó không phải là ngõ thông. Cửa, tất cả các cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Phần tầng 2, ngoài phòng khách, phòng bếp thiết kế cho mình công năng sử dụng một phòng vệ sinh đáp ứng đầy đủ về cái thiết bị vệ sinh sử dụng cho một tầng theo từng phở tầng luôn. Nói chung quan trọng là vị trí đi lại, giao thông thuận tiện, thiết kế xây dựng hợp lý. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 thiết kế công năng hai phòng ngủ, cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa. Lên tới tầng 3 là có 3 phòng ngủ tất cả của ngôi nhà, phòng nào cũng thoáng, phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng, tiện nghi. Và trong không gian phòng, ánh sáng tự nhiên, không khí thoáng hợp lý. Quan trọng nhất của nó là vị trí đi lại thuận tiện. Đây, tất cả các cửa thông phòng, hành lang đi ra vào các phòng rất là rộng. Phòng ngủ đây, thiết kế bên ngoài như nhau các tầng. Với vị trí này gần với trường đại học Phenica, gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại bến xe Đô Nghĩa. Quý vị nào gần những cái mốc đấy thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt để đi xem nhà. Phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3. Hệ thống sen kê tắm, bồn cầu liền 4, đầy đủ công năng. Mời quý theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với công năng tầng 4 sử dụng cho quý vị thiết kế một phòng thờ, một sân phơi. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà, tương đối là rộng. Nếu quý vị không thiết kế phòng này phòng thờ thì quý vị có thể thiết kế làm phòng ngủ, phòng làm việc tùy công năng, mục đích sử dụng. Như vậy lên tới cái căn nhà này là có tổng là 4 phòng riêng. Tầng 1 phòng bếp để xe, tầng 2 phòng khách, phòng ngủ, tầng 3 2 phòng ngủ, đây tầng phần tầng 4, phần còn lại sân phơi của ngôi nhà. Rất là rộng.
Giá bán em để ở dưới phần bình luận. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.